Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, trong thời gian qua, nhiều tổ chức y tế trong và ngoài nước đã triển khai nhiều dự án chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại các vùng lũ, vùng khó khăn nhằm giúp cho người dân sử dụng nguồn nước sạch và có điều kiện thực hiện hành vi cá nhân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống. Trong chuyên mục Sức khỏe và cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một dự án với những hoạt động tích cực trong công tác truyền thông, góp phần chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống người dân vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long. Sử dụng nguồn nước sông trong sinh hoạt hàng ngày là thói quen của người dân sống ở vùng nông thôn. Gia đình chị Nguyễn Thị Tha ở ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú cũng không ngoại lệ. Những công việc thường nhật như giặt giũ, tắm gội đến vệ sinh cá nhân của gia đình chị Tha đều sử dụng nguồn nước từ con sông nằm giáp biên giới Campuchia mà chẳng qua xử lý hay lắng lọc trước khi dùng. Dẫu biết rằng nguồn nước